Ngày 24 tháng 12, phần ban Phật tử dân tộc Trung ương Giáo hội phối hợp cùng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Gia Nghĩa làm lễ khởi công động thổ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Ca Biêng, bà Hờ Rỗi, dân tộc Mờ Nông tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa. Tổng kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng do phân ban Phật tử dân tộc Trung ương kết nối Đại đức Thích Minh Duy tài trợ thực hiện nhằm thể hiện sự quan tâm đến đời sống và động viên Phật tử dân tộc tinh tấn tu học, chuẩn bị đón Tết 2024 an vui. Trước đó, phân ban Phật tử dân tộc Trung ương phối hợp ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới thăm và trao tặng 200 phần quà yêu thương đến đồng bào dân tộc Tà Ôi, Pa Cô và Ca Tu, huyện A Lưới. Song song đó, đoàn làm lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Hồ Đình Mẫn, người dân tộc Pa Cô. Tại đây, đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn, đánh giá cao hoạt động an sinh, giúp đỡ người đồng bào dân tộc có điều kiện phát triển kinh tế của phân ban Phật tử dân tộc Trung ương.